Dạ. Không biết mấy hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi nào không em nhỉ? Chị ơi, chị ghé sát tai vào đây chút ạ. Hả? Sao phải thế? Chị cưng em, chị bình tĩnh nha. Nhà em từ 11 tháng 11 đến 13 tháng 11 áp dụng đại tiệc mua sắm 3 ngày vàng siêu 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 sốc đến 50% trên toàn quốc, và điểm vàng tháng khuyến mãi tại Hà Nội siêu 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 sốc tới 70% đấy ạ. What? À, khuyến mãi 70% á? Ôi 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 trời ơi, em đã hiểu bảo chị nói cái khẽ thôi, người ta kéo đến ầm ầm thì không còn hàng mà bán đâu. Ôi trời ơi, sao không nói sớm? Em nói rồi mà. Thế cho chị lò vi sóng cơ 20 lít sáp này xem nào. Vừa hết hàng xong chị ơi. À, thế còn đèn sưởi ba bóng đô lô chỉ còn có 599.000. Vừa có người đặt hàng rồi chị ơi. À đây, thế còn đồ chiên không dầu điện tử đa chức năng 5 lít cô ấy 1.890.000. À, còn mỗi cái đấy thôi chị ơi, lấy mau lên. Còn gì nữa không em? Không ạ, khách hàng xem clip này người ta đã mua hết trong lúc mình diễn rồi đó. Ôi hãy nhanh chân đến